chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bài 12, bảng trừ qua 10. Mời các em mở sách giáo khoa trang 47, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước tiên, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Các em hãy quan sát lên màn hình, đây là hình ảnh của bạn Nam. Bạn Nam nói, mình và robot cùng hoàn thành các phép trừ sau nhé. Mình hãy cùng bạn Nam và bạn robot hãy hoàn thành các phép trừ trong bảng tính sau nhé. Các em hãy quan sát mô hình đầu tiên và đếm cho cô xem có bao nhiêu chấm tròn. Chúng mình cùng nhau đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Có tất cả là 11 chấm tròn. Vậy các em hãy quan sát xem cô giáo gạch bớt đi bao nhiêu chấm tròn. Cô đã gạch bớt đi 4 chấm tròn đấy. Vậy có 11 chấm tròn, cô gạch bớt đi 4 chấm tròn. Vậy còn lại là mấy chấm tròn? Có 11 chấm tròn, gạch bớt đi 4 chấm tròn. Còn lại số chấm tròn đó là 7 chấm tròn đấy. Chúng mình sẽ thực hiện được phép tính trừ như sau. Chúng ta lấy 11 trừ 4 bằng 7. Tiếp tục ở mô hình thứ 2, chúng mình đếm xem cô có tất cả bao nhiêu chấm tròn nào. Cô trò chúng mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Có tất cả là 13 chấm tròn. Hãy quan sát xem cô giáo gạch bớt đi bao nhiêu chấm tròn nhé. Chúng mình cùng nhau đếm số chấm tròn đã gạch bớt nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy cô đã gạch bớt đi 5 chấm tròn đấy. Vậy có 13 chấm tròn, gạch bớt đi 5 chấm tròn thì còn lại là mấy chấm tròn? Có 13 chấm tròn, gạch bớt đi 5 chấm tròn, chúng mình còn lại là 8 chấm tròn đấy. Vậy chúng mình sẽ lập được phép tính trừ tương ứng, đó là phép tính trừ gì? À, chúng mình sẽ lấy 13 trừ 5 bằng 8. Đây là một phép tính trừ tương ứng với mô hình mà chúng mình vừa tìm được đấy. Ở mô hình tiếp theo, các em đếm xem có bao nhiêu chấm tròn. Chúng mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy có tất cả là 12 chấm tròn. Vậy các em hãy quan sát xem cô giáo gạch bớt đi bao nhiêu chấm tròn nhé. Cô giáo đã gạch bớt đi bao nhiêu chấm tròn? À, cô giáo đã gạch bớt đi 3 chấm tròn đấy. Vậy có 12 chấm tròn, gạch bớt đi 3 chấm tròn thì còn lại mấy chấm tròn? À, có 12 chấm tròn, gạch bớt đi 3 chấm tròn thì còn lại là 9 chấm tròn đấy. Chúng mình sẽ lập được phép tính trừ tương ứng, đó là 12 trừ 3 bằng 9. Mô hình cuối cùng, các em hãy đếm xem có bao nhiêu chấm tròn nhé. Cô trò chúng mình cùng nhau đếm nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Có tất cả là 14 chấm tròn. Hãy xem cô giáo gạch bớt đi bao nhiêu chấm tròn nhé. Cô gạch bớt đi bao nhiêu chấm tròn? Chúng mình cùng nhau đếm số chấm tròn đã gạch bớt nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cô đã gạch bớt đi 8 chấm tròn đấy. Vậy có 14 chấm tròn, gạch bớt đi 8 chấm tròn thì còn lại mấy chấm tròn? Có 14 chấm tròn, gạch bớt đi 8 chấm tròn, còn lại là 6 chấm tròn đấy.
Chúng mình sẽ lập được phép tính trừ tương ứng đó là 14 trừ 8 bằng 6. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong các phép tính trừ đó là 11 trừ 4 bằng 7, 13 trừ 5 bằng 8, 12 trừ 3 bằng 9, 14 trừ 8 bằng 6. À, bạn robot đã nói, à, đó là các phép trừ qua 10. Chúng mình cùng nhau hoàn thành luôn bảng trừ qua 10 nào. Các em hãy cùng nhau hoàn thành bảng trừ qua 10 nhé. Đây là bảng 11 trừ đi một số. Đã hoàn thiện, chúng mình cùng nhau đọc lại nào. 11 trừ 2 bằng 9, 11 trừ 3 bằng 8, 11 trừ 4 bằng 7, 11 trừ 5 bằng 6, 11 trừ 6 bằng 5, 11 trừ 7 bằng 4, 11 trừ 8 bằng 3, 11 trừ 9 bằng 2. Tiếp tục bảng 12 trừ đi một số. Ở đây phép tính 12 trừ 5, chúng mình chưa biết kết quả bằng bao nhiêu. Chúng mình sẽ phải điền kết quả còn thiếu vào ô trống đấy. Vậy 12 trừ 5 bằng mấy? 12 trừ 5 bằng 7. Chúng mình đọc bảng trừ 12 trừ đi một số nhé. 12 trừ 3 bằng 9, 12 trừ 4 bằng 8, 12 trừ 5 bằng 7, 12 trừ 6 bằng 6, 12 trừ 7 bằng 5, 12 trừ 8 bằng 4, 12 trừ 9 bằng 3. Tiếp tục bảng 13 trừ đi một số. 13 trừ 4 bằng 9, 13 trừ 5 bằng 8, 13 trừ 6 bằng 7, 13 trừ 7 bằng 6, 13 trừ 8 bằng 5, 13 trừ 9 bằng 4. Tiếp tục bảng 14 trừ đi một số. Chúng mình sẽ điền phép tính còn thiếu đó là 14 trừ 6 bằng mấy? 14 trừ 6 bằng 8. Chúng mình đọc lại nhé. 14 trừ 5 bằng 9, 14 trừ 6 bằng 8, 14 trừ 7 bằng 7, 14 trừ 8 bằng 6, 14 trừ 9 bằng 5. Tiếp tục bảng 15 trừ đi một số. 15 trừ 6 bằng 9, 15 trừ 7 bằng 8, 15 trừ 8 bằng 7, 15 trừ 9 bằng 6. Tiếp tục bảng 16 trừ đi một số. Chúng mình điền kết quả còn thiếu đó là 16 trừ 8 bằng mấy? 16 trừ 8 bằng 8. Tiếp tục chúng mình cùng nhau đọc lại bảng 16 trừ đi một số nhé. 16 trừ 7 bằng 9, 16 trừ 8 bằng 8, 16 trừ 9 bằng 7. Bảng 17 trừ đi một số. 17 trừ 8 bằng 9, 17 trừ 9 bằng 8. Và cuối cùng đó là bảng 18 trừ đi một số. 18 trừ 9 bằng mấy? 18 trừ 9 bằng 9 đấy. Như vậy vừa rồi cô và các bạn đã cùng nhau hoàn thành bảng trừ qua 10 trong phạm vi 20. Các em hãy đọc thuộc và ghi nhớ bảng trừ để chúng mình làm bài tập nhé. Bây giờ cô cho chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần hoạt động. Chúng mình cùng nhau làm bài tập số 1 nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau, tính nhẩm. Nhiệm vụ của các em là phải vận dụng bảng trừ qua 10 mà chúng mình vừa học để chúng mình thực hiện tính nhẩm các kết quả của các phép tính trừ qua 10. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. 11 trừ 6, chúng mình sẽ nhẩm như sau. 10 trừ 6 bằng 4, 4 cộng 1 bằng 5. Chúng mình điền kết quả là 5. Tiếp tục 14 trừ 7, 10 trừ 7 bằng 3, 3 cộng 4 bằng 7. Chúng mình điền kết quả bằng 7. 13 trừ 8, chúng mình lấy 10 trừ 8 bằng 2, 2 cộng 3 bằng 5. Chúng mình điền kết quả bằng 5. Tiếp tục 15 trừ 6, chúng mình lấy 10 trừ 6 bằng 4, 4 cộng 5 bằng 9. Chúng mình điền kết quả bằng 9. Tiếp theo 16 trừ 7, 10 trừ 7 bằng 3, 3 cộng 6 bằng 9.
chúng mình điền kết quả bằng 9 vào ô trống. 17 trừ 9, chúng mình nhẩm 10 trừ 9 bằng 1, 1 cộng 7 bằng 8. Chúng mình điền kết quả bằng 8 vào ô trống. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập 1. Bài tập 1 củng cố cho chúng mình cách tính nhẩm, phép tính trừ qua 10 trong phạm vi 20 đấy. Tiếp tục cô trò chúng mình cùng nhau làm bài tập số 2 nhé. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Bạn nào cầm đèn ông sao ghi phép tính có kết quả bé nhất. Để biết được bạn nào cầm đèn ông sao ghi phép tính có kết quả bé nhất, các em phải thực hiện tính nhẩm kết quả của các phép tính ghi trên các lồng đèn ông sao đấy. Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta tính nhẩm các kết quả nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. 13 trừ 4, chúng mình nhẩm như sau. 10 trừ 4 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, chúng mình điền kết quả bằng 9. 15 trừ 7, chúng ta lấy 10 trừ 7 bằng 3, 3 cộng 5 bằng 8, chúng mình điền kết quả là số 8. 12 trừ 8, chúng mình lấy 10 trừ 8 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4. Phép tính tiếp theo, 11 trừ 5, chúng mình lấy 10 trừ 5 bằng 5, 5 cộng 1 bằng 6. Như vậy chúng mình đã thực hiện tính nhẩm các phép tính ở trong lồng đèn ông sao. Bây giờ chúng mình sẽ tìm xem trong các lồng đèn ông sao này thì chiếc lồng đèn nào ghi phép tính có kết quả bé nhất. Đó chính là lồng đèn mang phép tính 12 trừ 8 bằng 4, là lồng đèn có ghi phép tính có kết quả bé nhất. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau, điền số. Nhiệm vụ của các em là phải điền các số vào các ô trống còn thiếu của các phép tính. Và ở giữa đó là một cái hòm thư có kết quả mang số 7. Còn ở đây chính là các bức thư. Trên mỗi bức thư có ghi phép tính và phép tính đó còn thiếu số. Nhiệm vụ của các em là phải điền số cho đúng với kết quả bằng 7 ở hòm thư. Quan sát mẫu như sau. 11 trừ 4 bằng 7. Chúng ta lấy 10 trừ 4 bằng 6. 6 cộng 1 bằng 7. Và phép tính 11 trừ 4 có kết quả bằng 7 ghi ở thùng hòm thư đấy. Tương tự như vậy, chúng mình sẽ thực hiện các phép tính còn lại để chúng mình điền kết quả vào ô trống còn thiếu để được kết quả cho phù hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Tiếp tục là chúng ta thực hiện phép tính thứ hai, 12 trừ mấy bằng 7. Chúng mình sẽ điền được kết quả đó là 12 trừ 5 bằng 7. Tiếp tục, 13 trừ mấy bằng 7. Chúng mình tính được đó là 13 trừ 6 bằng 7. Phép tính tiếp theo, 14 trừ mấy bằng 7. 14 trừ 7 bằng 7 đấy. Phép tính tiếp theo, 15 trừ mấy bằng 7. 15 trừ 8 bằng 7. Phép tính tiếp theo, 16 trừ mấy bằng 7. 16 trừ 9 bằng 7. Như vậy vừa rồi cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3, củng cố cho chúng mình bảng trừ qua 10 trong phạm vi 20 đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để lưu ý kiến của bạn, đăng ký kênh để được xem video mới.